học hỏi một hai hôm nay vinh dự quá lại có cao thủ võ lâm đến chơi ấy. Cao thủ này là hơi bị khét đấy anh em ạ. Hôm nay vinh dự quá. Được không anh? Đẹp đẹp. Cách làm đẹp. Rồi em mời bác đi ngắm thưởng thức. Phải nói thật là tỉ mỉ và cẩn thận. Rất nhỏ. Nhưng cái lối làm này là gần như của mình giữ cái nguyên nét toàn tự nhiên của nó, nguyên bản. Và cũng sẽ cố gắng. Cái lối cái gần như kiểu là gọi là tạo cái nét phong xương nó khác hẳn. Cố gắng là tái hiện lại được một phần nào đó. Đặc biệt. Trân trọng. Ông mình thì chắc là không thể làm được triệt tiêu như này, nhưng mà để cho các thế hệ như cu con này mình chẳng hạn. Cu nhà anh á, cu con nhà anh là cháu bao tuổi rồi? 201 à? Năm nay đại học năm thứ tư à? Ôi lấy vợ sớm đấy. Cu con. Đấy cu con đấy. Thế là cu ấy là lớn rồi, không phải là cu con rồi. Còn cháu cũng có khoảng tầm 30 cây cả xanh cả si, tầm nhỏ. Nhưng nếu để đạt được như của bác Hoàng Lê Minh này là chưa làm được. Cháu lại theo kiểu hướng gần như kiểu trạng thái cắt rụt dịp. Nhưng đây là cái phong cách riêng và cái lối làm riêng cũng rất hay. Đây cũng đệ tử mới đấy. Mới tinh. Mới tinh. Thôi, chúc nghệ nhân cứu. Em ở đâu? Em ở chỗ Phan Đình Phùng vậy. Về cái nét làm cây thì mình phải trân trọng là nếu để như này thế này thôi, nhưng không phải tưởng ai cũng làm được, bởi vì là nó sẽ khó từ cái mình đang giữ được cái nguyên bản từ trong tận ra ngoài. Với mình là cảm nhận như vậy với tác phẩm này, và thậm chí rất nhiều cây bạn Hoàng Lê Minh đang làm theo. Cú này nó còn mới tự thôi. Ngồi im một chỗ hay mày đi sấp bóng mày mất hết cả. Kiểu gì thì kiểu phải bắt ra được việc kìa. Rõ ràng là đồ đi xin mà lại còn đặc biệt nữa, lại còn ghét đồ cơ, hiểu không? Ghét thì ông cũng làm ra sản phẩm này. Tôi trân trọng thì tôi lại muốn mua của ông, chứ tôi lại không phải nói là xin nữa. Trân trọng là bởi vì là bạn ấy bảo là bạn ấy nhặt được mấy cảnh bạn ấy đặt vào đây mà phải nói là nó cũng hay. Quan trọng đúng là giá là cả nhỉ? Hả? Nó gọi giá là cả. Giá là cả làm sao? Giá là cả tức là quan trọng là giá thôi, chứ còn chất lượng cây thì thế nào cũng giải quyết được. Cây này thì đúng là chính xác là giữ làm kỷ niệm. Nó thật chính xác là như thế. Rõ ràng mồm thì bảo ghét. người ta bảo là ghét của nào trời cha của đấy. Đấy. Ghét cho nên là phải giữ. Ghét thì phải giữ bằng được không? Sau cái cách làm đằng nào cái bộ rễ thì mình không kiến tạo bằng cái kiểu như là hòn đá thấm thủy thì cái bộ chân nó ấm hơn không hay là? Cái thời mà tôi làm cái cây này ấy, cách đây là khoảng tầm là gần 10 năm. Lúc đấy là nói thật với ông luôn là tôi đi khắp cả Hoàng Hoa Thám, tôi lượn cả Hà Đông bao nhiêu lần mà tôi chả kiếm được cái viên thấm thủy nào ưng ý cả. Tại vì mình là người thấm thủy nó nhàn hơn chứ. Thế nhưng mà thôi, cuối cùng là đi phi ra Hoàng Hoa Thám nhặt được cái hòn đá này ở vỉa hè, nó bán con viên này cũng 800 của tôi đúng không? Tưởng à mẹ 800 nó nhiều chứ. Thôi thì bây giờ méo mó 800 là giờ lên được nhiều lắm rồi. Méo mó có còn hơn không đấy bác ơi. Nếu mà tôi mua được cây này là tôi trừ tiền đá thì là tôi đỡ được 800 đấy. Xong lại giả lại chậu đúng không? Xong lại giả lại chậu. Mình có những cái vừa là dẫn chứng công việc cụ thể, vừa là cái chất lượng sản phẩm thì nó thực tế đây rồi, nhưng mà phải nói trân trọng cái cách làm. Cách làm mà cái kiến tạo cho một cái cây nó quý. Đội kiến bộ đầu đông lại. Ôi chết rồi, hôm nay tôi tập kích bất ngờ. Vào đây bạn ơi. Ai đây? Đây là bạn Thắng ở Nghệ An, mấy anh em ở Nghệ Thôi An. Thôi anh em đi vào đi. Để tôi dẫn đường vào. Anh em ở Nghệ An à? Có mấy anh em ở Nghệ An. Sao hôm nay đấy, các bác này có quả tập kích bất ngờ như thế này? Ê, nhìn mấy máu vậy. Quay lên đấy rồi à? Đang ở trên đấy. Sa thủ đang ngắm cây. Sa thủ à? Ui thằng này chưa biết gì đâu. Đồng hoa đồng hoa. Sao? Chào xịt. Tưởng nào vẫn ở Hải Bối. Mày cầm quay phim cho anh đi. Cầm đừng có làm mất clip của anh ấy. Nào bắt tay cái nào. Chào xịt. Hôm nay mới được lên. Phải nhá. Mấy anh em ở hội 81. Em ở Nghệ An hả? Đây mấy
anh quay đây là Hồng Anh Hải An và đây là bạn Lê Đình Tin ạ. Vâng, Lê Tin. Tháo tất. Tháo tất đi trên đất. Đi trên đất cho nó dân dã. Cần thiết còn bê cây xuống nó đỡ bị trơn. Quay như này. Có cái nào bưng không? Đằng sau bạn đây hai cây liền. Đây, con này được này. Bây giờ đang bây giờ thằng Hoàng Lê Minh nó đang ghép cái Nam Điền này. Cái nào này? Đâu? Bán được cái Nam Điền bởi vì nó ghép Nam Điền. Đúng rồi, Hoàng Lê Minh là chỉ thích xanh quê thôi. À, đây hả? Nó tẩy chay. Làm kỷ niệm mà. Không kỷ niệm cái gì cả. Ghép của nào trời trao rồi. Ghép là phải đấy. Ghép không cho chơi nữa. Chào bạn nhá. Báo cáo anh Dũng, em chào anh. Em chào anh. Chào bạn nhá. Đây, bạn Dũng Hoàng ở An Khánh. Chào anh em. Chào anh em. Con người mới có vận động, một vài người. Con này quen. Hôm trước bạn đi chơi là thì phải. Không, con đi chơi là con khác, con đi chơi Ninh Bình con khác. Con đi Ninh Bình là con khác bạn. Con đấy là đang ở vườn anh Sĩ. Và con này con là cân ký ức. Đẹp quá nhỉ, không gian trên phố mà có cái không gian rộng này chơi là. Có những cái chân của anh Hoàng nhỉ. Ừ, cũng được. 80 mét. Bạn đã đến. Ấy. Đến lâu rồi không? Đấy là chỉ có chuyên xanh quê hay gọi xanh ta chứ quê đâu người ta xanh Hà Nội xanh xanh đúng chất Hà Nội luôn mà Hà Nội thì không vội đâu bạn cứ xem từ từ để sẽ nhìn thấy thầy lắm anh em đây là cũng từ một nhiều nơi chứ nhỉ nhiều nơi Đông Anh Nghệ An này thì An Khánh bạn An Khánh Hoài Đức Trung Miếu tôi Thường Tín và em tin thì Hà Đông à thế là cũng nhiều vùng miền gặp nhau đấy chứ nhưng mà là mình lúc mới đi qua nó xem ngày xem nữa cô anh là đi xe nào vào đây taxi à đi taxi à thôi là chính vào đây đủ Thường Tín này Đông Anh này Hà Đông Hoài Đức tin là đâu nhỉ tin là Hà Đông còn là Dũng Hoài Đức Hoài Đức à anh cầm rồi Hà Tây. Em đang phải dự nữa. Con đấy ghép mà. Ừ, mấy cái đầu mẫu ghép. Ghép 3 cái là một bạn nhỉ? 5. 5 cái. 5 cái mẫu. 5 cái hả? Ờ. Nó bết nó biến rồi, bạn nhìn chắc tối nhìn chưa kỹ. Cái bạn nó lâu nó cũng biến nó cũng thành cốt rồi. Phần lớn là anh em nhìn là không nhận ra là ghép đâu nhưng mà mình toàn bảo là ghép mình chỉ cho anh em biết. Nó nói thế để cho đỡ phải hỏi mua đấy. Con này là Nam Điền hả bạn? Điền xịn luôn. Đấy cô anh vừa nói lần trang con đấy là có 3 cái mẫu của anh Dũng Trần, 2 mẫu của anh Minh Thụy Khê. Chắc kiểu như nói chung là các bạn ngoài này là quê đúng không ạ? Thích hơn Điền. Cái con này tôi làm cách đây khoảng tầm 7 năm. Lúc đấy Điền còn chưa sốt. Nó có mấy cái đầu mẫu tôi ghép lại. Còn thật ra là vẫn thích là quê cốt nguyên bản hơn. Đấy con đấy là con quê. Anh mắt anh tinh anh chỉ ngắm cây có chút mưa xuân thì hay biết anh nhỉ. Ờ. Thời tiết này hôm nay ngắm cây đẹp. Anh cứ mua đi là em sẽ bê hộ anh xuống. Anh nào mà mua được anh tặng nó cái chậu này, anh tặng nó mấy cái hòn đá này. Nghe chưa? Đấy, thế là tự anh bê được, anh không khiến chú. Bạn ơi, thế là nó rời ra luôn. Nó rời ra luôn. Không rời được. Nó không biết rồi. Biết hết rồi, nhấn rồi. Cái này chắc là đập đá, thay chậu, nhấc cả cụm đấy viên mới đúng không? Tôi có vẻ nhiều tiền không bạn ơi? Con đấy mình giữ làm kỷ niệm. Tôi vẫn thích cho một hòn đá. Thế bạn cứ quay video để bạn định chốt cho anh em nhà mình để làm gì? Đâu, quay để mà quay để mà đăng YouTube. Nào, ý là quay cái khác thứ loại này. Vì nó bảo nó ghét Nam Điền mà. Cái này nó phản đối Nam Điền. Đấy. Con đấy giữ làm kỷ niệm, thật có thật là như thế. Niệm gì mà niệm. Thì coi như là bạn làm kỷ niệm cho bạn ý đi. 1 2 con này chiếc lá đẹp nhỉ? Mua cả 3 cây này luôn này. Mua cả 3 cây. Mày tránh ra một chỗ đi, pin này tao thấy mày vô đây. Duyên quá. Lấy 1 2 3 luôn. Bao nhiêu cây? Ông già mày cũng có cây ở trên này đấy, pin ạ, tao để tao bán cây của bố mày nhá. Đấy. Bán bóng thế. Mình đã không mua thì thôi mua cho nó bỏ. Mua cây xong rồi mua. Ơi. Bạn chơi hoa quả bạn ra bạn bảo để cho con cây vàng thế này. Cây vàng. Cây vàng mồ côi bù đông.
mùa côi, mùa đông nó mới mùa côi chứ bây giờ. Cái này là đến mùa nó có ra quả không bạn? Ờ con đấy ra quả rồi mà. Ừ, nhưng mà mình bây giờ mình muốn biến tấu nó thêm một chút nữa giữ quả mệt lắm. Ừ, nó ra được quả, con này nó ra được quả phê lắm nhưng mà thôi. Nó lại yếu cây đúng không? Nó để mà nó thai được ra một quả nó mất một năm. Tức là mình phải không cắt nhỉ? Ừ. Mình phải thả nó ra một tí mà dăm nó phải tốt. À. Chiều nhỉ. Làm cây hoa quả không thể làm như xanh được. Hôm nào bạn phải chia sẻ cho chúng tôi một tí kinh nghiệm nhé. À, để có duyên nhỉ. Duyên hay không là do mình tự tạo ra chứ bạn cảm thấy mến quý anh em lúc nào là bạn ấy và mày sang đây tao chỉ cho là tôi phải đi từ bên nhà sang. Cái dòng sinh quế này bạn bao nhiêu lâu bạn vật lá một lần bạn xuống lá một lần bạn ơi? Ví dụ như cái cây này thì từ Tết ra lúc ấy cũng anh hỏi từ Tết ra tôi mới cắt một lần. Từ Tết ra cắt một lần. Ừ. Và bạn sờ vào cái lá ấy. Đúng ba lần là cùng. Đúng không? Còn không có chỉ một lần. Thì bạn sờ vào cái lá mà sẽ thấy lá già. Ừ. Đấy. Đang ra lá non tiếp tục. Rồi. Có nghĩa là cây này tôi cắt đến bây giờ đây là tháng 4. Hôm nay là 17 18 tháng 4. Tức là tính tháng dương đấy. Có định cắt tiếp không? Hay là cứ cây này thì phải để qua hè chứ giờ sắp hè nắng đến nơi bây giờ đang mong nó ra thiệt lá khỏe để sao nó chịu được cái nắng hè. À, tự phơi ra cho nó nhanh già. Tôi không cây thì tôi lại không chơi theo kiểu phơi để lấy già. À. Mà bây giờ tôi đang cắt thời điểm này tôi đang rất là mong lá nó dày hơn để nó chịu được cái nắng hè này, không phải che chắn thì hết tự nhiên luôn. Đó. Thì tôi như cái cây mày, này. Tự mày phải tự chịu. Chống đỡ. Ừ. Sinh tồn đấy. Thế còn lại những cái cây làm mà phơi thì đương nhiên là phải giấu rồi. Nên những cái cây mà đã đi vào trạng thái hoàn thiện ấy là cứ thế này mà chịu nhiệt thôi. Còn năm cắt 3 lần thôi, hoàn thiện thế thôi. Cái thay đất và bổ sung cho nó vi lượng chất thì nó vẫn ở trong chậu này mình nhiều năm hay là mình cũng mỗi năm làm một lần hay như thế nào? Ôi cái này á, một cái lần chậu này nó phải 5 năm mới thay một lần chứ. À. Ừ, một cái lượng đất như thế này thì phải 5 đến 7 năm mình mới thay chứ. Đấy, ông kia đúng ngày... rồi, một năm thay 2 lần nó lớn. Cái rễ nó trột bố nó mất. Ông như thế này là có mà ông nghe, có mà ông cứ làm cái đất toàn bổ toàn tỉ phân không. Cái này cái chậu này lượng đất này phải 5-7 năm. À. Ừ, giời cây hoàn thiện này thay thế thì... Mình học được một món là về ít thay đất thôi. Ừ, thay cây rễ nó phải để nó phát triển như năm cắt thay 2 lần, bố ai chịu được đi. Từ bây giờ là không nghe bọn mày là chính là bọn mày toàn suy đẻo. À, cây tao cứ xấu. Tao biết rồi, tao biết chúng mày rồi. Tưởng chúng mày tốt lành gì đâu mà chúng mày tưởng. Đang tầm phải cho nó bia vào. Nhưng mà nói nhiều cây nhỏ hay thì nhìn nó rất duyên cây. Cái bàn này hay thế nhỉ? Ờ đấy. Cái bàn này dàn hay quá nhỉ. Bà này cũng ăn rùa được con bàn ấy. Dàn hay quá. Vẫn cứ nuôi thả. Ừ. Ok em, về đi. Xin nhờ bà ai khóa cửa cho. Là phải có cây bàng mùa côi mùa đông à? Chung là có một cây bàng chơi hay lắm. Bạn ơi, tôi hỏi phi nào này bạn có giao lưu không? Ui, cây đấy nó vẫn phôi mà. Cây đấy phôi quá. Thôi, về bạn đi làm thêm. Thôi để mình làm thêm. Sau nhé. Đang thích lắm đấy. Có thật là đang rất là thích. Đang rất là thích chinh phục cái này. Mình nhận tên là Dũng. Mình trong chỗ Hoài Đức này mình 81. Đang đi để ok. 81 tuổi gà. Được. Con này để cái lần sau. Ok. Lần tới. Không chưa? Thật ra mình rất là yêu nó. Thích okay. Chinh phục cái nét đó. Không rồi gì? Không, bạn lần sau ra thì bạn để ra bạn muốn chinh phục thêm. Tức là bạn ấy để cho cái bàn mình về mình chinh phục. Tôi để tinh phi nào tôi mua tôi mở phi xuống sông tôi. Cái bàn tôi lại sợ tôi mua về nó lại mồ côi. Đi à? Thôi cho tao mồ côi. Thành điệp nó chỉ sợ mà mẹ gặp con này là hai tay là cái là tích giang này. Đó là tích giang. Ừ. Con này tích giang đấy. Ừ, lá nó đẹp. Ừ. Đây là nơi thả sổng đấy. Bụi hài. Cái thả sổng nó ra đấy. Tính ra đấy. Nhìn nó như kiểu là mỏng. Có thì nó cũng có bụi hài như thế. Nhưng mà cái mũi nó dài hơn. Nó này có phải là móng không? Đúng rồi. Cái móng kia. Đây đúng không? Nhìn theo này thì đúng là cái tổ chất nó nhỉnh hơn một chút. Nhỉnh hơn so với lá móng.
Nhưng mà thân nó ít biến đúng không? Đạp xanh kinh răng là thân nó ít biến đúng không? Phải, chờ chờ đấy. Đấy, nâu lắm. Chỉ có ăn cắp được, mẹ mua sẵn cái cốt già thôi, chứ nếu mà nó non thì thôi. Vì nó cũng như là móng ấy mà. Nhưng mà là móng mà non cái cốt quý hiếm nhỉ. Bạn cũng 81 đúng không? Đúng rồi. Bạn non như mình. Bạn nào có đồ quả nào quý nó cũng hiếm cả. Tôi chưa thấy đồ nào quý mà. À, Điệp nó không lên à? Điệp nó về. Điệp nó về để đi đúc mái. À. Đậu đậu. Cái bọn thích Giang là làm mini rất là hợp. Hôm nay tôi phát hiện ra là thằng Điệp nó cũng rất biết nhìn người. Đúng không anh ạ? À. Tại làm sao nó lại không nhờ tôi, không nhờ bạn Thắng, không nhờ bạn mà lại nhờ bạn Dũng tìm mối cho nó. À. Thế là mũi nó cũng thính nhỉ? Ừ đấy, ừ. Tôi bảo là phải nói là nó cũng là thằng biết nhìn người. Được. Hôm nay tôi phát hiện ra là ông bạn mình cũng biết nhìn người. Mình có duyên lắm chứ. Thôi có cái của nào mà mày ngửi mày không ăn mày cho tao, chứ mày đừng có ăn rồi mày cho tao thì tao đến phát ngôn. Dạ đây cái chỗ y đấy. Đấy chỗ đấy là chỗ ngửi mà không dám ăn. Đi ra sao ăn nắp tét rồi nè bố. Điền cái này không ạ? Dạ. Thích cái tây tây. Không thề bạn. Không sợ mèo. Đùa, không biết bạn Hoàng Lý Minh ở đây nói to vấn đề gì không? Ờ, to rồi. Quên, quên. Quên bạn nói hơi to. Quên. Ở đây là Hà Nội. Đây là mỗi người một cái phong cách chơi khác nhau. Cái quê này cũng được này bạn Thắng. Ờ, quê đẹp mà. Được gì mà được. Đấy, chụp nằm bên sau thôi. Đẹp chứ không phải là được nữa đúng không? Đúng rồi. Cái này chắc anh làm lâu rồi đấy nhỉ? Nghe tầm chục năm. Ở đây nhiều người chưa bạn? Chỗ mình thì nhiều. Ừ. Nói chung là trong này là nhiều và anh em chơi nó cũng là toàn là kỹ. À, đa phần là những ông chơi chỉ để chơi và để thi đấu thôi. Tính nó là toàn ông chơi kỹ khó tính. À, hay nói thật luôn nó ngoài là ít nhỉ. Nhưng mà cũng có giao lưu nhưng mà chính nhà anh Dũng Trần cũng nhiều chứ nhỉ. Mình nên nhà anh Dũng Trần một lần rồi. Ừ, anh ấy đi sân của anh ấy gấp đôi mình. Đúng rồi. Mà anh ấy cũng đa dạng. Ừ. Anh Dũng Trần cũng làm biển nhiều cả Thanh Quê làm biển. Lộc Béo mà sang đây học bác Hoàng Lê Minh này thì về mà làm mấy bút chỉ. Ờ Lộc Béo mà làm mini là có sang đây là gặp bác thì xong. Mày mòn răng mày mới có cái để chơi con ạ. Nhưng tuổi nó đợi được. Còn là tôi năm nay mới có 23. Anh em mình vẫn còn chơi rực rỡ đấy. Đấy ngay đấy. Nhà. Con bé bé đấy á. Ừ. Con đấy lại giáo lưu mất rồi. À. Con ở góc kia kìa. Con đằng sau. Con này anh bán nhiều chứ anh. Anh giao lưu cho anh em cho một cái cậu fan của anh cũng mấy năm rồi. Cậu yêu quá nên là mình giao lưu nhiều lại cho cậu một cây. Quan trọng là anh em nó hỏi giá để quan tâm còn biết hướng sau này có gặp thì được này ba chục mà đấy đây nào bạn đấy con góc lên con ba thân đây đây ạ tôi thả biết này em lục này giao lưu động viên cho anh em tí ghép hay đặt vào thì nó có khác nhau không bốn thân như ba thân rồi ạ thế ờ đấy lại cái đầu mỏ nhỏ thân đấy 15 năm thì nào bốn thân nhà mười đúng rồi đấy. Nên là cái nguyên liệu không quan trọng, cái địa điểm xuất phát không quan trọng, cách làm quan trọng, cách làm sự chờ đợi, còn cái nguyên liệu không quan trọng. Sao bác ngồi chấm ngâm đấy, không ai nói chuyện với bác à? Chắc là say rồi, ngửi thấy mùi hồng xiêm rồi. Trong căn bản là bác chưa sâu như anh em mình, bác mà thích chơi là như anh em mình kể ngắm, nó là kể cái cành mà nó đẹp mình cũng thích ngắm lâu. Môn này nghiện nó khổ mà. Cái môn này nó thế. Là quen mắc đúng tin nhỉ? Mình lại cứ nhò vào cái mà người ta không thích, mấy người ta lại không thèm, thế bây giờ nó lại giữ lại. Đỡ quá. Lạ vợ. Cứ mọi người có cách chơi tự nhiên. Cây này bao nhiêu năm mà bạn? Cây đấy á, cây đấy mình làm á. Mình làm con đấy 8 năm. Từ nguyên sơ ban đầu luôn. Ôi, từ cái cục mà cho bạn con đánh thêm ấy. Yeah.
Không, mình không 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 hay đánh người, không đánh người thì đâu. Đánh một tay một chuyện. Chứ mà nó hướng quá thì phải đánh luôn. Tại vì tôi có cái ảnh ban đầu. Tôi có cái ảnh từ lúc mà nó về ban đầu. Hay nhỉ. Ừ. Chồng nó đùa ngại lắm. Chứ đừng chưa bèn dễ nữa này, tôi lại bắt tay rồi thì làm nào ăn gì. Đổ phân nó là không được. Thế chứ ra lại bắt tay rồi. Đi cái cho cháu tí tiền mát. Kỳ công. Lý chơi cốt thực ra nó không nặng nề về cốt về chất. Đấy, nhưng mà cách diễn của nó là ví dụ như kể cả form như phôi như con này là ô anh em ra đây ngồi. Anh em ra đây ngồi. Ôi chào không khổ quá, chả đủ ghế. Ôi anh em chịu khó. Làm theo cái phong cách gym của mình, bởi vì các bạn. Ồ, sao anh em có vẻ quan tâm với cốt này đấy? Nên là các bạn mình làm được lâu thì thành cái đẹp. Bác nhận xét của em cả xem nào. Chưa bao giờ có được một cây nào ra bộ như thế này. Nghe là ý tưởng thôi nhưng mà làm thì nó phải đạt. Đi xây dựng xong hoang cây đẹp lắm. Cây của La một trước cửa phòng tắm và cái phòng vệ sinh mới ở chỗ ao. Các bạn đã nhìn thấy ở cái này dòng này lá đẹp bạn nhỉ. Lá nó là siêu đẹp rồi. Mà vì nó là một cây cổ các cụ ngày xưa mà. Các cụ ngày xưa thì các bạn biết rồi mẹ, tầm mấy chục năm trước các toàn quan với địa chủ chơi mẹ. Các cụ tiền nhiều lắm. Các cụ đi mua đồ là phải đọc. Riêng là đồ mấy chục năm trước thì bao giờ ông thế. Thành cười điệu rất đẹp. Cái bản chất cái môn này ngày xưa là môn của người giàu mà. Bây giờ nó phát triển anh em cũng được tiếp cận. Chứ cái bản chất cái môn chơi là ngày xưa có tiền mới chơi. Chứ mình lo đói bỏ sư chơi cái gì. Cho nên em bảo là bây giờ là cái này là anh em trên phố đây là cái phong cách anh em chơi là có một cái phong cách riêng. Và thứ hai là anh em không lặng về thương mại. Thì thành ra anh em mới làm được những cái tác phẩm nó đẹp. Và nói chung là sẽ tôi ở trong kia là anh em của tôi thương mại thành ra nó không hoàn thành được tác phẩm như các bạn đang diễn như này. Tôi ở trong Hoài Đức. À Hoài Đức. Nếu mà làm theo cái hướng thương mại thì cũng có giải pháp. Có chứ. Có nghĩa là tôi không thể nào mà dự vào đây. Đấy, cái chắc chắn. Bạn mà trên trên tôi mà đảm mang đi nhập ngành anh. Dạ. Đấy, cái đấy cũng phải làm không đang nói chuyện. Cái đấy sau này cũng lại hiểu vậy. Cái cốt này cũng quý này bạn này. Còn cái con bé bé hay con to? Con trên đấy. À con đấy á? À con đấy kinh mà. Con đấy bao tiền? Ôi. Cũng chưa đúng một phát bạn hỏi làm tôi cũng chưa nghĩ ra. Hoang mang. Hỏi thế hả? Thế nãy là bạn cứ đặt trêu. Không trêu thì thật mà bây giờ tự dưng FA lâu năm đùng phát có đến đứa đến hỏi yêu em không thì anh cũng giật mình hiểu không? Anh chết bỏ mẹ. Không biết có cái gì sai không? FA mấy chục năm rồi đùng phát là có em xinh đẹp đến bảo yêu em không thì phải chết. Phải đi. Sau khi nghiên cứu và dàn dựng một hai gọi là idol đi theo đây là tôi chuẩn bảo duyệt con này là duyệt. Rồi tình yêu nhìn vào ánh mắt là biết là thật rồi. Thế là... Nhưng mà để cho mình qua cơn sốc mình suy nghĩ mấy hôm á. Đột ngột quá chưa biết nghĩ nào. Bạn đừng có tưởng bạn yêu là được đâu. Yêu em thật nhiều. chưa được đâu. Đấy. Không một cái nắm tay thì cũng đủ làm tôi thổn thức cả đi. Rồi, ánh mắt nụ cười hôm nay gặp anh em nói chuyện là vui rồi. Riêng anh Dũng này của anh có cái gì hay mà anh chia sẻ là mình thấy. Hôm nay rất là vui anh em ạ. Từ hôm nay là một niềm vui bất ngờ, rất đông anh em đến thăm chơi với mình. Đây là đều là những nhân vật mà mình đoán không nhầm là toàn cao thủ cả đấy anh em ạ. Phải báo cáo anh em một cái tròn này thôi bạn ạ. Không cũng phải báo cáo anh em ngày xưa chúng tôi cũng rất nổi tiếng thì giờ tai tiếng quá. Cao thủ thì ăn bọn mình dịch được gọi là những thanh thảo. Không là mỗi anh em một cách làm một cái tận dụng một sản phẩm nhưng mà trên trang bạn này làm những cái cơ bản nhất là các bạn đây là làm không tính thời gian. Đấy. Rất là yêu tác phẩm. Không tính thời gian, không tính nguyên liệu. Như mình làm nó kiểu như mang từ chất là mình
hay bị sốc ruột. Ừ, ai hỏi nên em buồn. Người cái cảm giác mà càng nhiều người có hỏi thì bạn lại không thích. Cái cảm giác mà ừ ai hỏi là cháu buồn không? Nuôi là sao? Phân do xỉ than đầy đủ để cháu sớm còn được cắt. Đúng đợi chờ được nhỉ.